Chúc cho hai cháu hạnh phúc thành đạt, xây dựng một gia đình hạnh phúc trăm năm và xứng đáng đầy châu hiền và rể tạo. Sau đây tôi có mấy cái lời dành hai cháu thế này. Con ơi, con ngồi lại để ông ban dài một vài lời. Con sống ở trên đời, chính cha sinh cho mẹ dường, cha mẹ đều sinh dường. Này con đã khôn lớn, sống phải có nghĩa có tình, hãy xây đắp vun trồng cùng mong ngày hương quà. Cùng chẳng đói nén đói trà, cùng chẳng mơ ước mì bún lăng, đừng có mặt nặng mày nhắn, đừng có bất chi nặng nhẹ, nó bất ngờ chi nặng nhẹ. Đã lắm cha lắm mẹ thì cây phải đứng đề bằng con, thương con nòi cũng con, nhưng điều hay mà việc hay đừng điều hay mà phải để khi đôi cha cha mà mẹ yêu, mẹ chân ru mẹ cúi mến, phải nhớ cày mẹ bảo con trở nên hắt nùi, trở nên hắt nùi. Vợ thì cấm sao đờ mùi, chồng thì lại cày vì đã khơi, khi bia sóng dập gió vui có ba con chúc đờ ba con mình giúp đỡ. Con ơi phải biết ăn biết ở, phải có hò có hang, phải có xòm có lăng, để tỏ là con ơi có học mấy lời ông giáo dục, lấy chữ đức về làm năng, lấy hiểu đề nội dung để làng đờ tiền. Cha ông mong cả con mà phải giữ, các con ma phải giữ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ nghĩa được trong muôn trải thả một lòng thơ mẹ.